Để mình chỉ cho mọi người chỗ gội đầu dưỡng sinh Trung Hoa 18 bước, làm trong 60 phút, được massage vùng cổ vai gáy, nằm ngay đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú, mà giá chỉ có 99 cành thôi. Chỗ này là Kim Ngân Tám Sánh Beauty, đặt mua điều 99k mà spa đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là khai thông kinh lạc và ấn huyệt mạch, nhìn phát là biết tay nghề đỉnh rồi, được làm đầy đủ 18 bước luôn, gội thảo dược trong 2 lần, ủ tóc với dầu xả thảo dược, nằm chiêu dưới vòng nước cực đã. Trong lúc thư giãn thì được làm sạch da, xong đắp miếng mặt nạ, rồi nằm ngay ngắn để massage đầu, cổ vai gáy và tay. Nói liệu trình chỉ 99k chắc hỏng ai tin luôn á, siêu siêu đã luôn á mọi người. Cuối cùng là sấy tóc, xịt tinh dầu và uống trà nóng nữa nha. Trải nghiệm xong thì phải nói là mình rất tự hào khi giới thiệu tiệm này cho mọi người á, đảm bảo không làm cho mọi người thất vọng đâu. Mình để địa chỉ ở đây cho mọi người tham khảo, bạn muốn tìm những tiệm gội đầu dưỡng sinh giá hợp lý thì nhớ hot deal nha.